kỹ nhé. Tổng cộng này C5H8 là chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 đồng phân. Ok, đây là 5 đồng phân cấu tạo thôi ạ nhá, 5 đồng phân cấu tạo thôi. Còn nếu mà xét hình học thì nó khác nhá. Hiện tại bây giờ chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 5 đồng phân cấu tạo. Được chưa? Ok chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đấy, bạn nào mà chưa biết làm cái này thì ghi nhanh cái này lại để mấy đứa lên bảng kiểm tra bài cũ thì còn biết được mà làm nhá. Các thầy cô sẽ rất hay hỏi cái chỗ phần này. Ok, hello tất cả những bạn nào mà share rồi thì chụp ảnh lại share, chụp ảnh lại nhá. Chụp ảnh lại nhá. Chụp ảnh lại, được chưa? Chụp ảnh lại xong inbox của chú Minh. Comment đáp án này. Comment đáp án này. Xong rồi là đăng ký khóa học với lại sách thì inbox chú. Được chưa? Thế còn lại những cháu nào mà Thế còn lại là những cháu nào mà muốn những cháu nào muốn đăng ký khóa học thì inbox chú. Còn những cháu nào mà share video livestream mà chưa nhận được quà thì chụp ảnh lại video livestream đã share xong rồi là cũng inbox cho chú nhá. Các cháu chú ý này, nhìn kỹ này. Nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ nhá. Đây nhá, mình có này, đây này, một thằng, được chưa? Một thằng, được chưa? Đây, hai thằng. Ok chưa? Đây, ba thằng, ok chưa? Đây, bốn thằng, ok chưa? Đây, năm thằng, ok chưa? Và chúng ta còn quên một thằng. Chúng ta còn quên một thằng. Rất nhiều đứa tô đáp án 5 ạ. Nhưng mà chúng ta làm này chúng ta rất hay bị quên. Nhìn nhá, chúng ta còn một thằng này nữa. Đây này, nhìn kỹ này, nối đuôi cắm đây. Được chưa? Và nối đuôi cắm đây là không bị trùng. Ok, nhìn thấy chưa? Nhìn rõ chưa? Ok, vậy thì đáp án đúng của chúng ta phải là mấy cơ ạ? 6. Đây là lý do mà tại sao cái câu này của chú Minh lại ghi là 25 câu Ankadien hay thi. Rất là toang, đúng chưa? Rất là nguy hiểm. Đấy. Thấy kinh khủng không? Tổng cộng chúng ta phải có mấy? Tổng cộng chúng ta phải có 6 nhá. Thế thì ở đây được chưa nào? Tiếp tục nhá. Sang câu số 2 nhá. Ok, ui ui. Tốt, nhiều cháu nhận ra là không bị lừa, tốt. Ok, chúng ta sang câu số 2 nhá. Chúng ta sang câu số 2. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? Đề bài lại hỏi là đồng phân cấu tạo. Đồng phân cấu tạo là không phải hình học nhá. Đồng phân cấu tạo là không phải hình học. Được chưa? Là Ankadien liên hợp. Các cháu phải hiểu cái từ liên hợp là gì. Ok, các cháu phải hiểu từ liên hợp là gì. Liên hợp là gì nhỉ? Liên hợp là hai nối đôi, hai nối đôi cách nhau bởi một liên kết đôi đơn, cách nhau bởi một liên kết đơn. Được chưa? Nhớ cái này thì mẹ sẽ làm được. Ok 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 ok. Hai nối đôi này cách nhau bởi một liên kết đơn. Nhớ chưa? Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo là Ankadien liên hợp? Hai nối đôi cách nhau bởi một liên kết đơn. Vậy mình có nhá, C6H10 này. Bây giờ mình phải vẽ mạch C6 ra. C6 đây, C6 đây. Đây C6. Được chưa? Một đôi cắm đây thì một thằng còn lại phải cắm vào đây. Đây là thằng số 1. Được chưa? Tiếp tục nhá, nhìn kỹ nhá. Phần Ankadien thế nên chú Minh mới bảo là hay chết. Đây, nhìn tiếp này. C6 này. Một đôi cắm đây thì phải cách một đôi đơn. Vậy đây nữa này. Được chưa? Đây là thằng số 2. Ok. Tiếp tục này. Sang thằng số 3 này, các cháu chú ý này, sang thằng số 3 nhìn kỹ này. Thế nếu mà nối đôi nằm đây thì cắm vào đây thì nó bị trùng với thằng số 1 nhá. Được chưa? Thì nó bị trùng với thằng số 1. Ok. Nào tiếp tục này, sang thằng số 3 này. Sang thằng số 3 bây giờ là mình đã hết mạch C6 rồi, bây giờ sang mạch C5 nhá. Sang mạch C5 đây. Nhìn rõ chưa? C5 nhá. Thì một đôi cắm đây thì cách nó một nối. Đây, vậy là anh này. Ok, đây là thằng số 3. Sang thằng số 4 này, các cháu nhìn kỹ này, sang thằng số 4. Sang thằng số 4 nhá. Nhìn kỹ này. Nhìn rõ chưa? Thì một nối đôi cắm đây. Ok, thì chúng ta sorry, nhầm. Nối đôi không cắm đây nữa. Nối đôi cắm ở dưới ạ. Nối đôi cắm ở dưới. Đây, nối đôi cắm đây. Thì này cắm đây. Ok, đây là thằng số 4. Nhìn kỹ nhá. Nhìn kỹ nhá. Nhìn kỹ nhá các cháu chú ý nhá. Vậy là mạch C6 này, 1 2 này. Được chưa? Đây là thằng số 3 này. Đây là thằng số 4 này. Nhìn rõ chưa? Đây bài hỏi là Ankadien liên hợp. Tiếp tục nhá. Tiếp tục này. Sang mạch vẫn là mạch C5. Được chưa ạ? Nhìn rõ không ạ? Thì nếu nối đôi nằm đây thì một đôi nữa nằm đây. Nhìn rõ chưa? Vậy là có 5. Có 5. Thế xem tiếp nhé. Thế là liệu mà một anh nối đôi nằm ở đây, nhiều cháu nó bảo là thế còn liệu mà cái anh nối đôi nằm đây thì nối đôi nằm đây có được không? Thì thằng này với thằng này trùng ạ. Hai này là 1 ạ. Hai này là 1 trùng nhau. Thế còn lại mạch C4 thì sao ạ? Mạch C4 đây. Mạch C4 đây. Nếu cắm đây, nếu cắm đây. Được chưa ạ? Thì đây là 3 rồi nhá. Đúng không? Chúng mình điền một nối đôi ở đây. Được chưa? Chúng mình điền một nối đôi ở đây. Và chúng mình điền một nối đôi ở đây. Thì có được không ạ? Thì có được không? Các cháu nhìn xem thì có được không ạ? Đây hóa trị 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đều thỏa mãn luôn các cháu. Và cũng cách nhau một liên kết đơn. Đúng không? Vậy đây là thằng số mấy ạ? Đây là thằng số 6 ạ. Các cháu nhìn kỹ xem. Ok, thằng số 6. Thế liệu có thằng số 7 không ạ? Nhìn kỹ nhé, xem liệu có thằng số 7 không nhé. Đây này. C4 này. Đây. Đây. Thì nối đôi nằm đây. Đây là hóa trị 4 rồi. Không có thể nối đôi nằm đây được. Nối đôi nằm đây thì phải cách một liên kết đơn. Nằm đây không được. Nằm đây không được. Ok, vậy là toang thằng số 4. Mạch C4 là toang. Vậy chúng ta nhìn kỹ lại nhé. Chúng ta nhìn kỹ lại nhé. Chúng ta nhìn kỹ lại này. Chất số 1, chất số 2, chất số 3, chất số 4, ok. Chất số 5, ok. Chất số 6, ok. Vậy mình tổng cộng có mấy ạ? Ôi sao chúng mình thấy nhiều cháu nó comment là 5 thế nhỉ? Và đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án mấy ạ? Đáp án đúng của chúng ta phải đáp án mấy các cháu? Ok, ủa cái gì Bùi Thị Hằng sao lại có C? Hằng ơi, ở đây đề bài chỉ hỏi là đồng phân cấu tạo thôi. Đồng phân cấu tạo nên chúng ta không xét hình học nhá, Hằng nhá. Không xét hình học, được chưa? Chỉ xét đến đồng phân cấu tạo thôi. Vậy chốt lại cái câu số 2 này của chúng ta. Cái câu số 2 này của chúng ta là có bao nhiêu đồng phân Ankadien liên hợp có công thức phân tử là C6H10 thì chúng ta tổng cộng có 6. Ok, 6 nhá. Nhưng là rất may là nó sẽ không thi đại học những cái câu như này. Ok chưa? Ok. Chất số 6 đối xứng, chính xác. Chất số 6 đối xứng Hà Nguyên. Chất số 6 đối xứng nhưng mà nó là Ankadien liên hợp và nó không trùng với bất kỳ một thằng nào cả. Hà Nguyên ạ, chất số 6 đây nó không trùng bất kỳ thằng nào. Đối xứng. Ngô Kim Chi chính xác. Đấy. Nào sang câu số 3 nào. Sang câu số 3 trước khi kết thúc phần đồng phân. Phần đồng phân toang lắm. Xong phần đồng phân mình sẽ sang phần gọi tên. Phần gọi tên thì dễ hơn. Nào. Câu số 3. Trong tất cả các đồng phân cấu tạo thì có bao nhiêu Ankadien liên hợp? Đề bài hỏi là cấu tạo nhá. Đề bài hỏi cấu tạo. Cấu tạo thì không xét hình học. Ankadien liên hợp vậy là hai nối đôi cách nhau một liên kết đơn. Các cháu thấy chưa? Hôm nay chúng mình cứu cho các cháu rất nhiều thứ. Coi như là cứu một bàn thua trông thấy luôn. Nhá, cháu nào xem video live stream lại về tường thì chúng mình cực kỳ quý luôn nhá, tí là có quà luôn. Còn bây giờ chúng ta làm bài tập đã, chúng ta làm bài tập từ câu 1 nhá. Ok, làm bài tập từ câu 1. Nào, tiếp tục này câu số 3 nào, thử xem nào. Câu số 3 đáp án gì nào? Trong số tất cả các đồng phân cấu tạo của C4H6 có bao nhiêu đồng phân Ankadien liên hợp? C4 này. Thôi cứ vẽ là cho an tâm. Đây, C4 thì có mỗi một đồng phân Ankadien liên hợp là thằng này. Hết rồi. Đúng không? Sang C5 nhá. C5 này, C5H8 này. 1 2 3 4 5 đúng chưa? Đây, thằng này thằng số 2. Ok. Được chưa? Được nhá. Thằng số 3. Đây, thằng số 3 đây này. Nhìn kỹ này. Nhìn kỹ thằng số 3 này. Đây. Ok chưa? Vậy là C4H6 thì chỉ có một Ankadien liên hợp, còn C5H8 thì chúng ta có tận 2. Được chưa? Vậy tổng cộng để bài hỏi là có bao nhiêu Ankadien liên hợp thì chúng ta có mấy? Có 3. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhá. Đáp án đúng đáp án A. Đấy, chúng mình sẽ theo dõi các cháu comment. Sau đó là chúng mình sẽ thuộc tên cháu nào thì tí nữa chúng mình sẽ ưu tiên tặng quà trước nhá. Ok, giờ mình sang phần gọi tên. Đúng rồi ôi, phần tên thì mới gọi là toang này. Phần tên thì mới gọi là toang. Để có một cái kỹ năng để mà chúng ta gọi tên hợp chất hữu cơ thật nhanh. Có một kỹ năng để chúng ta gọi tên hợp chất hữu cơ thật nhanh mà không bao giờ bị sai. Đấy là chúng ta cứ gọi phứa đi ạ. Chúng ta cứ gọi phứa đi. Phải gọi phứa thì mới làm ăn được. Còn nếu mà không gọi phứa là không làm ăn được nhá. Cũng giống như kiểu là yêu ấy, phải yêu phứa, đúng không? Nào, Buta, Buta chúng ta là C mấy ạ? C4, 1 2 3 4. 1,3 dien, đây 1,3 dien. Ok. 2 metin, 1 2 2 metin. Đấy, nhìn thấy chưa? 2 metin Buta 1,3 dien. Ok, các cháu nhìn thấy dễ dàng không? Vậy thì suy ra chúng mình viết lại cái thằng này. Chúng mình viết lại thằng này nó sẽ là CH2, đây chúng mình điền nhá. CH2 này, CH này, H3 này, H này. H3 này, CH2, CH. Được chưa? Mở ngoặc đơn CH3. Được chưa? CH nối đôi CH3. Thế anh này không có mạch nhánh, toang. Được chưa? Anh này có mạch nhánh nhưng chỉ có một liên kết đôi. Đơn, chỉ có một liên kết đôi, toang. Nhìn xem anh này được không? Nhìn xem anh này được không? Chú ý này, cái thằng CH3 phải đính vào carbon. Đúng chưa? Thế nhưng mà thằng này nó phải là C gì ạ? Nó phải là CH ạ. Đúng chưa? À sorry, chỗ này chỉ là C thôi ạ. Chỗ này chúng mình ghi nhầm. Chỗ này chỉ là C thôi. Thế các cháu nhìn anh này nhé. Anh này chính là bẻ ngược cái thằng này lại. Đúng không? Đây chúng mình viết thằng này. C nối đôi C gạch. C gạch CH3 gạch. C CH2. Các cháu nhìn rõ chưa? Nhìn đó. Với anh này, với anh này là một đúng không các cháu? Anh này, với anh này là một. Có điều chúng mình chỉ xoay đi thôi. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C. Ok. Được chưa? Thank you Nguyễn Thị Kim Liên, chính xác. Ok, rất tốt. Ngon lành cành đào đúng không? Sang câu số 5 nào. Sang câu số 5. Tên gọi của hợp chất này là bây giờ nó lại chơi theo kiểu tên gọi. Muốn hỏi tên gọi ấy, thì chúng ta phải viết lại được nhá. Chúng ta phải viết lại được xem nó là thằng nào đã. Đây mình viết lại nhá. Viết nhá. Chú mình vẽ lại này. CH3 này, C này, nối đôi C này, CH3 này, C này, nối đôi này, C. Nhìn rõ chưa? Nhìn rõ chưa nào? Vậy ở đây mình có này. Mình phải đánh số, bước 1 đánh số từ carbon gần nối đôi nhất ạ. Bước 1 phải đánh số từ carbon gần nối đôi nhất ạ. Thế ở đây carbon này gần nối đôi không, cách một carbon. Đây carbon ngay gần nối đôi, vậy phải đánh số là 1 2 3 4 5. Nhiều đứa đi ưu tiên nhánh. Đây 1 2 đều như nhau. Đúng chưa? Vậy là phải ưu tiên thằng nối đôi trước. Lúc nào mình phải ưu tiên thằng nối đôi trước nhá. Vậy anh này tên là gì? 3 metin. 3 metin. Được chưa? Mẹ em phải bón phân Penta. Được chưa? Penta nhá. 1,3 dien. 1,3 dien. 3 metin penta 1,3 dien. Vậy đáp án đúng của chúng ta chỉ có thể là đáp án gì ạ? 3 metin penta 1. Các cháu phải chú ý là nối đôi là phải đánh là phải gọi tên theo cái nối đôi của thằng carbon đầu tiên nhá. Nhiều cháu lại gọi từ thằng carbon số 2 là toang, từ thằng carbon đầu tiên. Đấy rất nhiều cháu là toang chỗ này. Được chưa? 3 metin penta 1,3 dien. Vậy mình nhìn này, 3 metin buta vứt. 3 metin penta 2,4 vứt. 3 metin penta 1,4 vứt. Được chưa? Đấy toang chưa? Kinh chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D. Cả A, B, C đều sai. Ôi dồi ôi, nhiều đứa toang hết. Kinh chưa? Toang cho bằng sạch, thấy không? Đấy, có chúng mình ở đây, chúng mình cân tim cho các cháu nhá. Chúng mình cân tim. Cháu nào chưa xe thì xe lại về tường đi nhá. Chúng mình sẽ giải chậm chậm để cho các cháu thấy. Câu số 6 này. Sang câu số 6. Tên gọi của chất này là. Câu số 6. Tên gọi của chất này là. Nào các cháu thử xem nào. Tên gọi của chất này là chất nào đây? Nào, xem nào. Xem nào, tên gọi của chất này là gì? Tên gọi của chất này là gì? Tên gọi của chất này là gì? Xem nhá, chúng ta có này. Lại phải vẽ lại thằng này. Đúng không? C này, nối đôi C này. Mở ngoặc đơn này là một nhánh này. Mở ngoặc đơn lại một nhánh nữa này. Nối đôi C này. Ô, cái chất này như mình vừa mới viết. Đúng không? Trông quen. Đánh số từ mé này sang hay mé này sang đều như nhau. Vậy mình có là 1, 2, 3, 4, 2 metin, 3 metin. Vậy như vậy nó phải là 2,3 dimetin. 2,3 dimetin. Mẹ em phải bón. Đúng không? Buta 1,3 dien. Ok? 2,3 dimetin. Được chưa? Buta 1,3 dien. 2,3 dimetin penta vớt. 2,3 dimetin buta 1,3. 2,3 vứt. 2,3 dimetin buta 1,3 dien. Đúng chính xác. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok man. Câu số 7. Câu số 7 hứa hẹn một pha quay xe rất là thú vị. Câu số 7 hứa hẹn một pha quay xe cực kỳ thú vị. Quay xe đến đứ người luôn. Câu số 7 hack não. Câu số 7 hứa hẹn một pha quay xe cực kỳ thú vị nào. Cháu nào cũng biết câu số 7 nào. Chất CH2 nối đôi CH2 có tên gọi là gì? Thế thì mẹ em phải bón Butadien. Đúng. Đúng luôn. Hoa đúng. Chọn A. Và nhiều cháu chọn A là toang. Nhiều cháu chọn A là toang luôn. Biết tại sao không ạ? Bởi vì thằng này còn một tên khác. Đây là nhóm Vinin. Đây lại là nhóm Vinin nữa. Vậy nó phải là Divinin nữa. Vậy là tên Butadien cũng được. Mà tên Divinin cũng được. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án cờ. Cả AB đều đúng ạ. Tên gọi ạ là cả AB đều đúng. Người ta gọi là Divinin cũng được, mà gọi Butadien cũng được, mà gọi Buta 1,3 dien cũng được. Ok. Câu số 8 nhá. Câu số 8 nhá. Chất nào sau đây là Isoprene? Câu số 8. Chất nào sau đây là Isoprene? Nào các cháu chú ý nào. Isoprene. Thế Isoprene là gì ạ? Isoprene là gì? Đây chúng mình viết cho nhá. Isoprene là tên thường của anh này. 1 2, 3, 4, 5. Đây là isoprene đấy. Được chưa? Nhớ thuộc cái thằng này nhá. Thằng này là 2 metin Buta 1,3 dien. Được chưa? Thì nó còn có tên thường là isoprene. Vậy mình sẽ có isoprene phải 2 nối đôi CC toang. Được chưa? Toang, xem này đúng không nhá? C nối đôi C gạch nối đôi C. Đúng không? Thằng này và thằng này ngược nhau. Đúng chưa? Đấy, chúng mình xiên cái này quay phát nó ra thằng nhà. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. 8 ý C. Sang câu 9. Xong câu 9 thì mình đến câu 10 nhá. Sang câu 9 là mình đến câu 10 nhá. Xong câu 9 là đến câu 10 đấy. Câu 10 tặng quà đấy. Câu 10 tặng quà đấy. Đứa nào mà chưa share lại thật nhanh đi nhá. Đứa nào mà chưa share lại thật nhanh đi. Đến câu 10 tặng quà này. Ankadien có khả năng là mất máu dịch brom. Đấy các cháu chú ý nhá. Ankadien nó rất dễ thôi. Nó hoàn toàn nó dễ như thằng Anken. Cứ có nối đôi CC là mất máu dịch brom. Vậy Ankadien có nối đôi CC nhá. Ankadien có nối đôi CC thì sẽ là mất máu dịch brom. Chắc chắn một đúng. Khi cho Ankadien tác dụng với halogen HCl, HBr ở nhiệt độ âm 80 độ C chỉ tạo sản phẩm cộng 12. Cái từ chỉ này là toang này các cháu này. Các cháu nhớ cho chúng mình này. Phản ứng hữu cơ là phản ứng xảy ra theo nhiều chiều. Và dẫn đến tạo thành hỗn hợp sản phẩm. Đúng không? Cái từ hỗn hợp sản phẩm này để nói lên cho chúng ta biết một điều rằng là không bao giờ có chuyện là chỉ tạo ra sản phẩm. Được chưa? Mà nó có thể tạo ra được nhiều sản phẩm khác nhau. Thế mà đây là nó là chỉ tạo ra sản phẩm. Vậy sai là sai ở cái từ chỉ. Được chưa? Vậy là 2 sai. Ok. Trùng hợp Butadien sẽ thu được cao su Buna. Nom nhá. Trùng hợp Butadien chúng mình viết phương trình cho các cháu nhìn này. Nhìn thật kỹ này. Đúng rồi. Lên fan cứng comment nhiều lên fan cứng ngay. Đây C nối đôi C. Được chưa? Nhiệt độ, áp suất, xúc tác. Nhìn rõ chưa? Thì nó sẽ tạo thành cái này này. C này. Nối đôi C này. Được chưa? Đây này. Chết vẽ nó hơi quá tay. Đây. Để này. Được chưa? Đấy. Thì đây chia ra hai này. Cháu này là Butadien. Thì tạo thành cháu này là Cao su Buna. Ok. Cao su Buna. Ok. Thấy chưa? Vậy là 3 đúng. Trùng hợp. Chính xác. Phản ứng này phải thuộc nhá. Ankadien có khả năng cộng hydro halogen HX theo tỷ lệ mol 1,2. Các cháu nhìn rằng tất cả bọn thằng Ankadien đều có 2 nối đôi CC. Và 2 nối đôi CC thì ăn 2 hydro, ăn 2 halogen, ăn 2 HX. Vậy là theo tỷ lệ 1,2 là chính xác. Ok, vậy mình sẽ có là 1,3,4 nhá. 1,3,4 là nhận định đúng. Ok, vậy đề bài hỏi chúng ta là có bao nhiêu nhận định đúng? Thì chúng ta có là đáp án của chúng ta là gì nhỉ? 134. 134 là mấy nhận định hả các cháu? 134 là 3 nhận định đúng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. C. Ngon lành cành đào nhá. Úi dồi ôi, bây giờ mình sang câu số 10 này. Câu số 10 mới phê này. Câu số 10 mới bao phê này. Sang câu số 10. Cho phản ứng, sản phẩm chính của phản ứng là. Đây này các cháu nhớ cho chúng mình như này. Chúng ta nhớ rằng bọn Ankadien Ankadien thì khi mà cộng nhá x2 hoặc hx thì nó sẽ có hai sản phẩm nhá, là cộng 12 hoặc cộng 14. Được chưa? Cộng 12 hoặc cộng 14. Được chưa? Thế chú mình dạy các cháu này, chú mình dạy các cháu đây này để các cháu nhớ này. Được chưa? Nó sẽ ưu tiên mỗi sản phẩm ở mỗi loại nhiệt độ khác nhau nhá, chứ không phải là chân dài với đại gia nữa. Được chưa? Ví dụ như là nếu mà trời mà nóng, được chưa? Thì chân dài sẽ cặp với đại gia. Còn nếu mà trời lạnh thì sẽ chọn cái thằng nào mà nó to và khỏe, bởi ôm nó ấm. Ok, thế thì mình lưu ý này. Có hai mốc nhiệt độ, một là âm 80 và một là dương 40. Thế chúng ta cứ nhớ là nhỏ hơn không với lớn hơn không. Nhỏ hơn không là lạnh, âm 80 là lạnh. Được chưa? Lạnh thì làm sao? Lạnh thì phải xích lại gần nhau, ôm nhau thật chặt. Đúng chưa? Vậy là thằng này là sản phẩm chính. Sản phẩm chính ở âm 80 độ C ạ. Đấy, xích lại gần nhau, cạnh nhau 1 cộng 2. Thế còn lại nóng. Nóng là 40 độ C thì phải Satara, anh đầu sông, em cuối sông, sản phẩm chính. Được chưa? Nhớ chú Minh nhá. Nhớ này, cộng 12 là sản phẩm chính âm 80 độ này, cộng 14 là sản phẩm chính 40 độ này. Nhớ chưa? Đấy. Thế nhá, vậy thì hoàn toàn mình có nhá. Sản phẩm chính này, anh này, cộng HBr này, âm 80 này, âm 80 vậy là sản phẩm chính là cộng 12, đúng chưa? Vậy brom là x, chân dài sẽ ưu tiên đại gia vào đây. Vậy sản phẩm chúng ta sẽ là anh này, CH2 này, CH này, CH2 tỷ lệ 11 này thì chia hai vạch ra đây thì brom chân dài cặp vào đây, được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nhá. Còn nối đôi ở đầu mạch cuối, thằng này không phải, đúng chưa? Thằng này ở giữa không phải, được chưa? Đây còn nối đôi ở cuối và brom đính vào anh nào? Đính vào cái anh carbon ở đằng sau anh carbon đầu tiên. Đây này, phải thằng này mới đúng này. Đây là CH3 này, CHBr này, CH nối đôi CH2 này, được chưa? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C nhé. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C. Ok, những cháu nào mà bình luận sau thì chụp ảnh lại video livestream, sau đó rồi là inbox của chú Minh thôi, tí chú Minh gửi quà sau nhá, không sao cả. Nào, vậy nhớ cái nguyên tắc này của chú Minh chưa? Các cháu phải nhớ, thực sự nhớ cái nguyên tắc này của chú Minh nhá. Thì học Ankadien nó mới bá đạo được, được chưa? Học chú Minh là lên đứng top lớp luôn. Butadien 1,3, Buta 1,3 dien, Buta 1,3 dien tham gia phản ứng cộng halogen axit HCl HBr thì thu được hỗn hợp sản phẩm theo kiểu cộng 12 và cộng 14, nhìn thấy chưa? Khẳng định nào sau đây đúng này. Nhiệt độ cao thì cộng 14, cao thì nóng, đúng chưa? Nóng thì satara, đúng không? Đây, 40 độ C cao cộng 14, đúng. Cao thì ưu tiên cộng 12 sai. Cao cộng 12 thầy hỏi chú hỏi các cháu nhá, trời nóng các cháu có thích ôm người yêu không? Ui trời nóng nhễ nhại, nóng lên 39 40 độ C ôm người yêu làm gì cho nóng, đúng không? Chỉ ôm người yêu lúc lạnh thôi. Đấy là lý do mà tại sao mùa hè thì hay có sự chia tay, còn mùa đông thì hay có sự kết đôi, được chưa? Đấy, nếu nhiệt độ thấp thì ưu tiên cộng 14 là sai, tỷ lệ 12 14 không phụ thuộc nhiệt độ, sai hết. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhá. Đáp án đúng là đáp án A. Nào mình sang tiếp theo, câu số 12. Câu số 12. Đúng rồi, ôi câu số 12 này mới kinh này. Câu số 12 này mới kinh gì này. Cho butadien cộng brom theo tỷ lệ mol 1/1. Cho butadien cộng brom theo tỷ lệ mol 1/1 có thể thu được số sản phẩm kể cả đồng phân hình học. Lưu ý ở đây là xét kể cả đồng phân hình học. Ui vẽ này mỏi tay chết thôi. Vẽ này mỏi tay chết thôi và cũng chẳng có công thức đâu ạ. Cái này mình phải làm thật. Butadien đây. Đây ạ. Đây là butadien cộng brom theo tỷ lệ mol 1/1. Thì đầu tiên là phá để cộng 12 phá nối đôi ở đây. C còn nối đôi đằng sau BR một sản phẩm. Thế thì phá thằng này cũng như phá thằng này. Đúng chưa? Tại vì nó là chị em sinh đôi, đối xứng nhau. Phá con chị cũng như phá con em. Ok? Thế tiếp tục nhá. Giờ tiếp tục lại cộng brom, đây là sản phẩm cộng 12 rồi. Được chưa? Cộng 12 thì là ưu tiên ở nhiệt độ là 40 độ C. Âm 80 độ C. Tiếp tục nhá. Bây giờ mình có này. Cộng 14 như chú Bình nói. Chia hai này ra. Vậy hàng này không có gì cộng, cắm vào nhau. Được chưa? Hàng này không có gì cộng, cắm vào nhau. Thế thì brom cắm đây và brom cắm đây. Thế đây là 1 2. Đây là lý do tại sao đây này. Đây một hai chị em sinh đôi thì thôi bây giờ gửi đứa chị một cái, gửi đứa em một cái, đúng chưa? Đấy gọi là đánh cả cụ. Ok. Vậy là cộng 14 nó bán cộng 12 bởi vì nó đánh cả cụ. Ok. Vậy hoàn toàn mình có nhá. Đây là một sản phẩm này, đây là sản phẩm số 2 này, nhưng lưu ý đề bài hỏi chúng ta là có cả đồng phân hình học nhá. Có cả đồng phân hình học thì mình nhìn anh này có đồng phân hình học này. Bởi vì làm sao? CBR này, thằng này còn cặp một thằng H đây, thằng này cặp một thằng H đây thì H khác CBR và H này cũng khác CBR nên anh này có đồng phân hình học. Vậy là tổng cộng mình có 2 cộng 1 bằng 3 nhá. Vậy là chúng ta có thể thu được 3 sản phẩm. Ok, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A 3. Ok, ngon lành cành đào chưa? 3 nhá. Xong nhá. Nào mình sang câu tiếp nào. Câu số 13. Cho butadien cộng HBr theo tỷ lệ mol 1/1 có thể thu được đây là cộng HBr ở bên trên cộng brom. Thế cộng HBr nó bá hơn cộng brom đấy các cháu xem nhá. Có thể thu được số sản phẩm kể cả đồng phân hình học là đây này, butadien cộng HBr theo tỷ lệ mol 1/1. Butadien đây C nối đôi C gạch C nối đôi C cộng với HBr theo tỷ lệ mol 1/1 thu được số sản phẩm. Thế các cháu nhìn bản chất nhé, chúng mình giải thích tại sao bản chất nó có cộng 12 cộng 14 nhí này. Nhiệt độ vào thì tất cả mọi thằng này đều bị liên kết đi đứt hai hết, được chưa? Có các vị trí 1 2 3 4. Thích cắm vào đâu thì cắm, đúng chưa? Đây là cắm 1 2, đây là cắm 1 2 là cắm cộng vào vị trí 1 2. Cắm 1 4 là cộng vào vị trí 1 4. Được chưa? Không có cắm 2 3 bởi vì nếu mà cắm 2 3 rồi, thế thì còn 1 4 chìa ra thì không thể cắm cầu vòng được. Các cháu nhìn đấy, thằng đầu với thằng đít không thể cắm nhau được. Được chưa? Thế thành cầu vòng mất. Thế thì hoàn toàn mình có nhé. Cộng 12 là C này, thằng H cắm vào đây, thằng BR cắm vào đây, hai thằng này không có gì cắm thì phải cắm vào nhau. Được chưa? Khổ thế đấy. Được chưa? Con gái thì ít, con trai thì nhiều. Bọn con trai không có gì phải cắm nhau. Đây nhìn này, nhìn nhá. Tiếp tục này, bây giờ là H vào đây rồi thì bây giờ brom đổi lại, brom vào đây, H vào đây, hai thằng này cũng không có gì cắm nhau. Ok chưa? Nhìn rõ chưa? Đấy là đây là chúng mình lý giải cho tại sao dạo này bọn con trai nó thường hay yêu nhau. Nhìn tiếp nhá, nhìn tiếp các cháu nhá. Đây, hai này, bốn thằng này chia ra. Đúng chưa? Đây là cộng 12 rồi, chúng ta có cộng 14. Vậy là H cắm đây, brom cắm đây. Dĩ nhiên brom cắm ngược lại, H cắm ngược lại cũng như nhau. Đúng chưa? Hai thằng này không có gì, đây hai thằng này không có gì cắm nhau. Ok. Ok. Vậy thu được mấy sản phẩm ạ? 1 2 3, rất nhiều đứa tô 3 nhá, rất nhiều đứa tô 3, nhưng chúng ta phải nhìn nhá, có thể thu được hay thì nhớ xe nhá, Vi Lê, có thể thu được số sản phẩm kể cả đồng phân hình học ạ, xét đồng phân hình học ạ. Thằng này có, thằng này là H2 không có đồng phân hình học, toang. Thằng này H2 không đồng phân hình học, toang. Nhìn cháu này này, cháu này là CH3, cháu này cắm H. Khác nhau nhá. Cháu này CBR này, cháu này cắm H, khác nhau nhá. Vậy cháu này có đồng phân hình học. Ok chưa ạ? Vậy là 3 chúng ta cộng với 1, 3 cộng 1 chúng ta có 4 động phân hình học. Ok, vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D. Đấy, các cháu phải nhớ cái chỗ điều đấy nhé. Đây là chúng mình vừa lý giải cho các cháu là lý do là tại sao dạo này lại bọn con trai nó hay yêu nhau. Đấy, hay nhiều phim Nam Mỹ là vậy. Được, bởi vì là đơn giản là con gái sinh ra thì ít, con trai sinh ra thì nhiều, không có gì thì phải cắm nhau thôi. Nào bây giờ sang cái thằng số 14 này. Thằng số 14 còn thú vị nữa. Thằng số 14 còn thú vị nữa các cháu ạ. Thằng số 14 còn cực kỳ thú vị luôn. Thú vị dã man luôn. Isoprene cộng brom theo tỷ lệ mol 1:1. Isoprene cộng brom theo tỷ lệ mol 1:1. Chúng ta xem nhá. Cháu nào mà thấy hay thì nhớ xe lại về tường nhá. Isoprene này, isoprene, đây là isoprene, đúng không? Được chưa? Về mặt bản chất, về mặt bản chất trước khi cộng với brom thì thằng này bị đứt hết ra. Thằng này bị đứt hết ra. Đây, đứt hết ra. Đây, nó đôi đứt hết ra. Đấy, chia 4 cái lên để cắm. Brom thích cắm vào thằng nào thì cắm, đúng không? Câu chuyện bây giờ nó chỉ việc là chọn thôi mà. Được chưa? Nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nha. Bây giờ này, cắm vào đây là cắm 1, 2 này. Brom cắm vào đây, brom cắm vào đây. Hai thằng cuối này không có gì cắm thì cắm nhau. Một cháu, được chưa? Tiếp tục nhá. C này, C này, C này, C này, C vẫn chia lên 4 thằng. Được chưa? Được chưa? Thế bây giờ nhìn kỹ này, nhìn kỹ này, nhìn thật kỹ này. Hai thằng này cắm đây là 1, 2. Thế có khả năng đây bây giờ là cắm 1, 4 này, cắm vào thằng này, cắm vào thằng này. Brom cắm đây, brom cắm đây. Hai thằng ở giữa không gì cắm thì cắm nhau. 1, 2. Được chưa? Để bài hỏi kể cả đồng phân hình học. Được chưa? Thế thì thằng này là H2 không có đồng phân hình học ạ. Được chưa? Thằng này là CH3 này, thằng này CBR khác nhau này. Thằng này CBR này, thằng này là H này khác nhau này. Thằng 2 có đồng phân hình học ạ. Vậy là có 1, 2 cộng thêm một đồng viên hình học nữa là có 3. Rất nhiều đứa tô 3, khổ nỗi không có 3. Được chưa? Đáng nhẽ chúng mình phải làm đáp án E có 3 ở đây đúng không? Và rất nhiều đứa sai. Rất nhiều đứa sai các cháu ạ. Nó khổ lắm. Các cháu biết tại sao không? Tại vì nó quên mất một thằng. Thế thằng này nó khác thằng Butadien, Butadien có trục đối xứng, thằng này không có trục đối xứng. Đấy, hai brom cắm đây. Chúng ta còn một cái nữa. Tối nào cũng livestream nhá. Tối nào cũng livestream nhá. DT Hồng Đào. Tối nào cũng livestream, cháu cứ vào trong cái nhóm của chúng mình là 2 3 4 5 6 7 chủ nhật livestream suốt. Tối nào cũng live free luôn. Ok. Bình thường mọi người ta like là người ta like thu phí, chúng mình live free hết. Học live free chúng mình. Ok, nhìn nhá, nhìn nhá. Đây, nhìn này. Cắm brom vào đây, cắm brom vào đây, còn hàng này không có gì cắm nhau. Ok, và đây nó là chất số 4 các cháu ạ. Đây nó là chất số 4. 1, 2, một đồng phân nào là 3. Thằng này là thằng chất số 4. Nhìn kỹ nhé. Vậy là riêng thằng isoprene thì có cộng 1, 2, cộng 1, 4 và có cộng 3, 4 nữa. Được chưa? Và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các cháu nhá. D. Đáp án đúng là đáp án D. Ok. Đáp án đúng là đáp án D. Câu số 15. Ui dồi ôi, 15 còn toàn nữa. Tất cả những các cháu mà hôm nay theo dõi video livestream này thì cực kỳ là may mắn, bởi vì học được chú Binh câu 15. Thực sự luôn. Học được chú Binh câu 15 là ngon rồi. Để mà sau này khi mà học những cái chỗ khác thì các cháu chỉ việc làm gì thôi ạ? Lúc đấy các cháu chỉ việc là nhớ đáp án thôi ạ. Mình nhìn nhá. Nhìn thật kỹ nhá, chú Binh giải câu 15 nhá, nhìn thật kỹ này. Isoprene. Isoprene. Đây là isoprene. Được chưa? Cộng HBR, câu này rất hay hỏi và chúng ta thường hay không có nhiều thời gian để làm câu này. Nhìn kỹ nhé, về mặt bản chất là liên kết pi đứt gãy hết ra. chia. Được chưa? Nhưng đề bài chỉ cho ăn cộng 1,1 thôi. Vậy là chỉ được cộng 1H và 1BR thôi. Nhìn rõ chưa? Bây giờ những cái chìa bây giờ mới đi cắm vào này. HBR được quyền được chọn. Được chưa? Bây giờ H chọn đây thì BR chọn đây. Còn hai thằng này không có gì để cắm thì phải cắm nhau. Được chưa? Cộng 1,2. Tiếp tục vẫn là cộng 1,2 ạ. Tiếp tục vẫn là cộng 1,2 ạ. Lúc này BR không thích chọn đây. Em thích chọn thằng carbon này cơ. H chọn thằng còn lại không còn cách nào khác. Hai thằng này vẫn đói ăn không có gì cắm thì phải cắm nhau. Được chưa? Thấy sức mạnh của bọn con gái chưa? Ok, bọn con gái nào nó có quyền được chọn nhá. Tiếp tục nhìn kỹ này. Bây giờ vừa nãy là chúng mình là cộng 1,2. Được chưa? Bây giờ chúng mình cộng 1,4 này. H vào đây, Brom vào đây. Hai thằng ở giữa không có gì để cắm, phải cắm nhau. Ok. Tiếp tục chúng ta vẫn còn khả năng nữa. Thế bây giờ Brom nó không thích cắm vào thằng H đầu, nó cắm vào đây thì sao? Đây nhìn kỹ này. Đây này, em thích cắm vào thằng này thì sao? Đây Brom đây, đây H đây và hai thằng này không có gì để cắm lại, cắm nhau. 4 rồi đấy. Đúng chưa? 4 rồi đấy. 4 rồi đấy các cháu ạ. 4 rồi đấy. Giờ tiếp tục này. Tiếp tục lồng tiếng hentai. Hello chào Lê Đức Anh, thank you chào. Nào, chúng ta có này, tiếp tục nhá. Nhìn kỹ này. Tiếp tục vẫn là 4 thằng này nhá. Chia lên đúng không? Đây là chúng mình có cộng 1,2. Đây là cộng 1,4. Và chúng mình biết là thằng này không có trục đối xứng thì còn cộng 3,4. Hoặc H vào đây thì BR vào thằng còn lại. Hai thằng này không có gì cắm nhau. Ok. Còn tiếp nhá. Vẫn còn tiếp. Nó thích. Nó cắm ở cái chỗ khác thì sao? Nó có quyền được cắm cơ mà. Đúng chưa? BR cắm đây, H cắm đây. Hai thằng này không gì cắm nhau. Đấy, bọn con trai khổ thế, đúng không? Đây là lý do mà tại sao mà hiện tại bây giờ có rất nhiều bọn con trai đẹp trai nhưng phải đi yêu nhau. Tại vì con gái nó thiếu ạ. 4 này, 5 này, 6 này. Ok, đừng chọn 6 vội nhá, đừng chọn 6 vội. Đề bài hỏi chúng ta là có cả đồng phân hình học ạ. Mình đi xét có đồng phân hình học không? Nối đôi đầu mạch H2 không đồng phân hình học đâu ạ. Thằng này H2 không có đồng phân hình học đâu ạ. Xem hai này có đồng phân hình học không ạ? Nhìn nhá. Anh này là CH3. Được chưa? Các cháu nhìn kỹ, anh này CH3, anh này CH3. Giống nhau chưa ạ? Giống nhau, thằng này không có đồng phân hình học ạ. Ô, buồn thế. Thằng này không có đồng phân hình học ạ. Thế tiếp tục này. Thằng này là CH3, thằng này là H khác nhau. Thằng này là CBR, thằng này là CH3 khác nhau. Được chưa? Vậy là chúng ta nhìn xem nào. Vậy là anh này có đồng phân hình học ạ. Oh yes. Vậy là 1 cộng 1, 2 thì không có đồng phân hình học. Đúng chưa? Cộng 1, 4 đây. Thì cháu này không có đồng phân hình học. Đúng không? Cháu này có đồng phân hình học. Đúng không? Đấy, đây là 5 rồi nhá. Rồi, đây là 6 cộng 1 là 7 rồi nhá. Nhìn cháu này này. Cháu này có nối đôi. Cháu này nối đôi đầu mạch không có đồng phân hình học. Cháu này nối đôi đầu mạch không có đồng phân hình học. Vậy là tổng cộng là chúng mình có tổng cộng bao nhiêu đồng phân các cháu? Vậy tổng cộng chúng mình có bao nhiêu đồng phân? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng chưa? Và cộng thêm một sao nữa. Vậy là chúng ta chỉ có mấy đồng phân thôi ạ? Có thể thu được bao nhiêu đồng phân kể cả đồng phân hình học ạ? Được bao nhiêu ạ? 7. Đúng không? Chỉ có 7 thôi. Đây nha, hoặc H vào đây, BR vào đây, hoặc BR vào đây, H vào đây. Đúng chưa? Hoặc H vào đây, BR vào đây, BR vào đây, H vào đây. Hoặc HBR vào đây, HBR vào đây. Đúng chưa? Chúng ta chỉ có 7 thôi nhá. Xét một đồng phân hình học nữa. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Biến cực căng luôn. Rồi, sang 16 nào. Các cháu hiểu chưa? Các cháu hiểu rồi thì chấm các chú mình biết nào. Mình sang câu 16 nhá. Trùng hợp Butadien. Thì thu được polymer có tên gọi là Cao su Buna. Butadien. Đây thì chúng mình phải viết Butadien đấy. Butadien nhá, trùng hợp nhiệt độ, áp suất, xúc tác để thu được Cao su Buna. Các cháu nhìn nhá. Đây là chia hết ra. Đây thằng này nó sẽ chia hết ra. Nhưng bây giờ không có gì để cắm thì nó phải cắm nhau các cháu ạ. Và đây là nhiệt độ cao các cháu nhìn nhá. Đây là nhiệt độ cao. Thế nhiệt độ cao thì ưu tiên cộng một mấy ạ? 1,2, 1,4 ạ. Nhiệt độ cao phải 1,4. Đúng chưa? Vậy là đầu thằng này xiên vào đít thằng kia. Đây, đầu thằng này xiên vào đít thằng này. Đầu đít xiên nhau. Vậy là hai thằng này ở giữa không có gì để cắm thì phải cắm nhau ạ. Hai thằng đầu nó xiên thằng đít rồi thì hai thằng ở giữa chả phải cắm nhau còn gì. Làm gì có gì để cắm. Nóng quá mà. N lần N lần. Ok, vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B các cháu nhé. Hello chào Ly Nhật Trường. B bò. Ngon lành cành đào. Câu 17 nào. Câu 17 nào. Ở 40 độ C, ở 40 độ C, sản phẩm chính của phản ứng giữa butadien với brom tỷ lệ 1:1 là ở 40 độ C nhé. Ở 40 độ C. Ở 40 độ C, sản phẩm chính phản ứng giữa butadien với brom tỷ lệ 1:1. Thế mình lại phải viết thôi. Butadien đây. Butadien đây. Được chưa? Được chưa? Cộng với lại brom tỷ lệ 1:1, khổ lắm. Chú ý để bài bảo này, 40 độ C. 40 độ C là nóng hay lạnh ạ? 40 độ C là quá nóng. Quá nóng thì Sara hay là gần lại ạ? Sara, Sara là cộng 14. Cộng 14 đây. Cắm brom vào đây. Cắm brom vào đây. Hai thằng này không có gì phải cắm nhau. Ok. Vậy là phải có nối đuôi ở giữa. Đúng chưa? Nối đuôi ở giữa toang cháu này. Nối đuôi ở giữa toang cháu này. Và hai thằng brom ở hai đầu. Anh đầu sông em đít sông. Anh đầu sông em đít sông. Vậy đáp án đúng là đáp án D. Ok. Dễ nọt. Dễ nọt đúng không? Dễ nọt đúng không? Đấy, rất là dễ thôi. Đấy. Xin phép các cháu là chú Minh review khoa học một tí. Hiện tại chú Minh đang có rất nhiều khoa học dành cho 2K3 và ưu đãi cực kỳ lớn cho 2K3 khi mà 2K3 đăng ký năm học lớp 12 luôn nhá. Nếu mà cháu nào mà chỉ cần học 3 khóa học của chú Minh thôi thì các cháu được add vào lớp học live VIP nhá. Năm nay thì là live VIP là chú Minh sẽ add tất cả các cái cháu mà đăng ký các khóa học của chú Minh vào là sẽ add live VIP nhá. Live VIP không bán, live VIP chỉ để add những bạn học các khóa học của chú Minh thôi nhá. Có nghĩa là các cháu chỉ cần đăng ký 3 khóa học của chúng mình, 3 khóa học hoặc là combo ôn các khóa học, khóa học cộng với lại sách thì sẽ ngay lập tức được S vào nhóm live VIP, học live 1 tuần 2 buổi, học tới tận lúc thi trung học thông quốc gia thôi, lúc thi trung học phổ thông quốc gia luôn. Đấy, giống kiểu bọn 2K2 giờ lãi cực bây giờ nhá, bọn 2K2 nhá, nó thi là tháng 8 nó mới thi nhá. Thế lúc đầu chúng mình cứ tưởng là nó chỉ thi đến tháng 6 thôi, thế bây giờ chúng mình dạy nó đến tận lúc thi. Nói rồi, chúng mình nói là làm mà. Nói là làm. Nào, các cháu comment câu số 18 nhá. Đấy. Xin phép các cháu là hết 15 giây quảng cáo, giờ chúng ta quay trở lại sang câu 18. Ok. Câu 18, trong công nghiệp butadien và isoprene được dùng để làm gì? Trong công nghiệp butadien và isoprene thì được dùng làm gì ạ? Vừa nãy chúng ta nhìn thấy là nó là làm polymer đúng không? Đúng chưa? Làm polymer, sản xuất polymer bằng phản ứng trùng hợp, đúng chưa? Nhưng nó có phải là sản xuất thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ không ạ? Không ạ. Làm nhiên liệu nhà máy nhiệt điện chẳng ai mang bọn này đi đốt ạ, đi đốt cao su ạ, chẳng ai đốt cao su ạ, đốt cao su khói lắm, đúng không? Toàn sinh khí độc thôi. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Divinin. Divinin được điều chế từ ankan nào? Thế mình phải viết được cái công thức của Divinin các cháu ạ. Công thức của Divinin là gì? Đây, công thức của Divinin đây. CH2 nối đôi CH nối đôi CH2. Ok. Đây là Divinin. Thế thì có mấy carbon ạ? Có 4 carbon, các cháu nhìn đó chưa? Đấy, có 4 carbon. Nhìn nhá. Isobutan, 1 2 3. Thằng này có 3 carbon nhưng có nhánh, có 4 carbon nhưng có nhánh. Toang. Butan. Đây butan đây ạ. Butan đây ạ. Butan 4 carbon được. Isopentan. Isopentan là cháu này có nhánh. Được chưa? Vậy thì chỉ có thể là cháu này. Nhìn thấy không? Nó cùng mạch nhánh như nhau. Nó không có nhánh. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Ok. Ok. 20 nào các cháu. 20 xem nào. 20 xem bao nhiêu cháu làm được đúng câu 20 nào. 20 cho các nhận xét sau. Ankadien được điều chế bằng phản ứng tách kiro từ ankan tương ứng. Chính xác. Các ankadien quan trọng nhất, là butadien và isoprene. Chính xác. Penta 2,3 dien, chúng mình vẽ cho các cháu nhìn nhé. Đây là pen này. Penta 2,3 dien. Các cháu nhìn hai nối đôi nó có cách nhau bởi một nối đơn không ạ? Không đúng không ạ? Sai, liên hợp phải nối đôi cách nhau bởi một nối đơn. Từ Ankadien có thể sản xuất PE. Ankadien sản xuất được PE không ạ? PE là polyethylene. Làm sao mà ra được polyethylene mà từ Ankadien? Toang. Vậy chúng ta có mấy nhận định đúng ạ? 1, 2 G. Ok. 21, sang phần bài tập này. Phần bài tập cháy của Ankadien mới gọi là một trong số những phần bài tập thú vị. Thực ra thì các cháu đã cùng chúng mình học một phần Ankin rồi. Thì học phần Ankin rồi thì cháy của Ankadien nó đơn giản thôi, nó không quá khó nhá. Cháy của Ankadien nó đơn giản thôi, nó không quá khó, bởi vì ta đã học phần Ankin rồi mà nhá. Thì các cháu chú ý này. Một Ankadien cháy, các cháu chú ý là cháy của Ankadien. Cháy của Ankadien và Ankin thì nó tương tự nhau. Được chưa? Và chúng ta có một cái điều là chúng ta luôn luôn có là NCO2 trừ N nước thì luôn bằng N Ankadien. Hoặc Ankin. Ok, thế là xong. Các cháu chỉ cần nhớ cái này thôi ạ. Là xong nhá, là ngon lành cành đào luôn. Ok, vào giải nhá. Nhớ chưa? Nào, nhớ chưa? Câu 21. Đốt cháy một Ankadien. Công thức tổng quát của Ankadien. Đầu tiên thì mình nhớ công thức tổng quát, chúng mình giảm chậm cho kéo nhìn nhá. Công thức tổng quát của Ankadien là CnH2n-2. Đây là công thức tổng quát của Ankadien. Được chưa? Đốt cháy nó thì thu được CO2 số mol 4,48 chia 2,4 bằng 0,2. Và số mol nước chúng ta có, số mol nước của chúng ta bằng bao nhiêu ạ? 2,7 chia 18 ạ. 2,7 chia 18 bằng 0,15 ạ. 0,15. Vậy hoàn toàn chúng ta tìm được số mol của Ankadien. Thì bằng NCO2 0,2 trừ N nước 0,15 bằng 0,05. Vậy số mol Ankadien bằng 0,05. Ok. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon bằng số mol CO2 0,2 chia số mol Ankadien 0,05 bằng 0,2 mà chia cho 0,05 thì bằng mấy các cháu nhỉ? 4. Các cháu hiểu không? Rất là dễ. Phần cháy dễ lắm. Phần cháy là dễ nhất trong tất cả các dạng bài. Ok, vậy mình sẽ được là thế bánh này. C4 2 x 4 là 8, 8 chia 2 bằng 6, C4H6. Ok, ngon lành cành đào nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, C4H6. Câu số 22. Đốt cháy x mol 1 Ankadien A. Vậy Ankadien chúng ta là CnH2n trừ 2. Được chưa? Đốt cháy cộng oxy thu được CO2. Ta tìm được số mol CO2 bằng, ok, Hiệu Vũ Bảo Toàn cũng được nhưng nó hơi lâu. Số mol CO2 bằng 5,6 chia 2,4. 5,6 chia 2,4 thì bằng 0,25. Cộng với nước, ta có số mol nước là bằng 3,6 chia 18. 3,6 chia 18 thì bằng 0,2. Đúng chưa? Vậy ngon lành cành đào rồi. Ta lại có số mol của Ankadien. Thì bằng số mol của CO2 trừ đi số mol của nước chia cho lại chẳng có chia gì cả. 0,25 trừ đi 0,2 thì bằng 0,05. Ok chưa? 0,05. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon nhá. Số nguyên tử carbon chính bằng số mol CO2 là 0,25 chia cho số mol cháy là 0,05 và bằng 5. Ok, thank you bạn Đặng Thị Hồng Đào nhá. Thank you bạn Đặng Thị Hồng Đào. 5. Carbon là 5. Carbon bằng 5, vậy thì hoàn toàn mình sẽ có này. Nó sẽ là C, thế 5 ở đây, C5H. 2 x 5 là 10, 10 trừ 2 là 8, C5H8. Ngon lành cành đào chưa? C5H8. C5H8 đáp án đúng là đáp án C. Úi dồi ôi, dễ ọt luôn. Nhá. Câu 23. Hero carbon X. 23. Hero carbon X mạch hở có hai liên kết đôi cách nhau một liên kết đơn, kệ 4 nó. Đốt cháy hoàn toàn 36,72 gam X rồi cho toàn bộ sản phẩm vào nước vôi trong dư thì thu được 270 kg kết tủa. Mặt khác, hero hóa hoàn toàn X thu được ancan không phân nhánh. Lưu ý, ancan không phân nhánh. Thế thì chắc chắn là thằng X phải không nhánh nhá. Nhìn này, isoprene này, có nhánh. Toang. Vứt đi. Được chưa? Tiếp tục này, Butadien không có nhánh, được. Penta 1,3 dien. Đấy, Penta 1,3 dien đây. Đúng chưa? Hai thằng này không nhánh. Ok, vậy chúng ta nhìn nhá. B và C đều có hai nối đôi, đều là Ankadien. Vậy mình có thể đặt công thức tổng quát của hydrocarbonic. Công thức tổng quát của hydrocarbonic là CnH2n-2. Ok, CnH2n-2 nhá. Tác dụng với oxy thì ra được CO2. CO2 vào nước vôi trong dư, CaOH2 lần dư thì thu được kết tủa là CaCO3. Ta tìm được số mol CaCO3 bằng 270, chia cho 100 bằng 2,7. Vậy suy ra số mol CO2 là 2,7. Được chưa? Cân bằng phương trình thì đây là N, thì đây là N. Ok không ạ? Chỗ này đề bài bảo là đốt cháy hết 36,72 gam. Vậy thì thầy tìm được, chú Minh tìm được số mol đây là 36,72 chia cho cái gì ạ? Chia cho ở đây này, chúng ta nhìn này, đây là 12N cộng 2N là 14N trừ 2. Được chưa? Đến đây bây giờ chúng ta sử dụng nhân chéo là xong. Nhân chéo. Nhân chéo. Được chưa? Vậy mình có 2,7 nhân 1 thì bằng 36,72 chia 14N trừ 2 nhân N. Ok. Ok không ạ? Ok không ạ? Vậy hoàn toàn ở đây chúng mình giải cái này là ra được không? Đúng không? Ta sẽ có là 36,72 chia 2,7. 36,72 chia 2,7 bằng 13,6. 13,6N thì bằng 14N trừ 2. Vậy suy ra 14N trừ 13,6 thì bằng 0,4N thì bằng 2. Suy ra N bằng 2 chứ 0,4 bằng 5 ạ. N bằng 5 ạ. N bằng 5 vậy thì suy ra là số nguyên tử carbon của nó bằng 5. Vậy mình nhìn này, cháu này loại rồi, cháu A loại rồi. Butadien 1, 2, 3, 4. 4, mà đây là 5 cơ ạ. Loại Butadien. Vậy 1, 2, 3, 4, 5. Vậy chắc chắn cháu nó là gì? Penta 1,3 dien. Đáp án đúng, đáp án cờ. Penta 1,3 dien các cháu nhá. 23 đáp án đúng là đáp án cờ. Một câu khá là hay. Ôi trời ơi, mấy câu khó khó vậy thôi. Giờ mình lại quay trở lại mấy câu dễ dàng nè. Dễ dàng boy, dễ dàng girl. Ok, mình có sang câu 24 các cháu nhé. Mình sang câu 24. Các cháu nhớ là giúp chú Minh test tất cả các bạn học gà của các cháu vào đây. Ankadien chúng mình dạy cực kỳ dễ hiểu luôn. Câu 24, chúng ta còn câu 24 và câu 25 thôi. Câu 24 này, đốt cháy 0,65 gam Ankadien. Ô, thế câu này dạng giống như câu 23 nhá. CnH2n-2 này bằng oxy vừa đủ, sinh ra NCO2. Số mol CO2 bằng 1,12 chia 2,4 bằng 0,05. Ok, anh này là 0,68 gam, chúng ta tìm được số mol là 0,68 chia cho phân tử khối 12N cộng 2N là 14N trừ 2. Vậy ta lại nhân chéo như vừa nãy thôi. Câu chuyện cực kỳ đơn giản đúng không? 0,05 nhân 1, 0,05 thì bằng 0,68 nhân N, 0,68N chia cho 14N trừ 2. Vậy hoàn toàn mình tìm được là 0,68N, 0,68 chia cho 0,05 bằng 13,6. 13,6N thì bằng 14N trừ 2. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được 14N trừ 13,6 bằng 0,4N thì bằng 2. Vậy tương tự mình tìm được N bằng 5. Ok. Ô nhưng mà khổ nỗi. Các cháu nhìn này, mình tìm được N bằng 5 thôi, chẳng để được cái cóc khỉ gì. Thực ra vẫn được, đúng không? Thể tích oxy đã dùng. Thể tích oxy đã dùng. Bài này chúng mình đang giải được cách là cách con rận. Nào chúng mình có dịp chúng mình sẽ kể cho cháu cách con rận. Vậy anh này là C5 đúng không? C5, 5 x 2 là 10, 10 x 2 là 8. C5H8 cộng với lại oxy thì thu được 5CO2. 5CO2 cộng với lại 4H2O ạ. Đúng không ạ? 5CO2 cộng 4H2O ạ. Vậy bây giờ chúng ta đi cân bằng oxy nhé. 5 x 2 là 10, 10 cộng 4 là 14. Vậy đây là 14 chia 2, 14 chia 2 bằng 7. Ok. Thế bây giờ mình tìm được số mol đằng này 0,68 chia cho 0,68 chia cho phân tử khối 12 x 5 cộng 8 bằng 0,01. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được 0,01 nhân 7 bằng 0,07 mol. Và 0,07 thì chúng ta tìm được 0,07 nhân 28, sorry, nhân 2,4 bằng 1,568 lít. 1,568 lít. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu nhá. D. Nói hét to D. Câu 25. Câu 25. đốt cháy hoàn toàn 3,672 gam Ankadien. Ankadien CnH2n-2 cần dùng vừa đủ oxy. Đây, cân bằng phương trình CO2n cộng với lại n-1 H2O ạ. Ok không ạ? Cân bằng 2n cộng n là 3n trừ đi 1 chia cho 2. Được chưa? Thế thì hoàn toàn đúng rồi, bảo toàn nguyên tố cũng được Trang Nguyễn ạ, bảo toàn nguyên tố cũng được. Đấy nhá, chứng minh này, đặt này, ta có anh này là 3,672, ta tìm được số mol luôn. 12n cộng 2n là 14n trừ đi 2. Được chưa? Số mol oxy là 8,3776 chia 2,4 bằng 0,374. 0,374. Được chưa? Vậy bây giờ chúng mình lại nhân chéo. Nhân chéo như vừa nãy thôi là chúng ta tìm được kết quả luôn à? Đúng không? Câu chuyện rất đơn giản, mình chỉ cần nhân chéo thôi các cháu. Đây, chúng mình có nhá. 0,374 nhân 1. 0,374 nhân 1 thì bằng 3n trừ 1 chia 2 nhân với 3,672 chia 14n trừ 2. Được chưa? Bây giờ chúng mình nhân lên nhá. Chúng mình có này, 0,374 nhân 2. 0,374 nhân 2 nhân với 14 bằng 10,472 n trừ đi 0,374 nhân 2 nhân 2. 0,374 nhân 2 nhân 2 trừ đi 1,496 thì bằng 3n 3,672 nhân 3 11,016n trừ đi 3,672. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được chuyển vế này. Chỗ này là 11,016n trừ đi 10,472n trừ đi 10,472 bằng 0,544 544n thì bằng 3,672 trừ đi 1,496. 3,672 trừ đi 1,496 bằng 2,176 76. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được n bằng 2,176 chia cho 0,544 bằng 4. Ngoài ra câu này chúng ta có thể bảo toàn khối lượng nhá, bảo toàn khối lượng và bảo toàn oxy cũng ra được, nhưng đây chúng mình giải theo cách này bởi vì chúng ta đang đi theo cái hướng này rồi nhá. Chúng ta hoàn toàn có một cách giải nhanh hơn. Được chưa? Đặt số mol CO2 là A, số mol nước là B, ta có ta có hệ phương trình là 12A cộng với lại 2B thì bằng khối lượng là 3,672. Phương trình thứ hai bảo toàn oxy, 2A cộng với B thì bằng số mol oxy là 0,374. Các em bấm máy tính giải ra tìm được hệ là tìm được AB, từ AB tìm được số mol cháy là Ankadien, sau đó suy được Ankadien. Được chưa? Chúng mình có hai cách giải nhá. Vậy ở đây này, n bằng 4, vậy suy ra cháu nó là C4H2 nhân 4 là 8, 8 chia 2 6, C4H6. Ok. Vậy là chúng ta đã xong cái câu số 24, 25 ở đây. Các cháu nhìn thấy là chúng mình đã vừa giúp các cháu là chinh phục hầu hết 25 câu Ankadien hay thi. Các cháu thấy phần Ankadien sau khi chúng mình dạy có dễ hiểu không? Cực kỳ dễ hiểu đúng không? Đấy, thế thì bây giờ chúng mình xin phép các cháu là chúng mình review về khóa học chúng mình một chút, là rất nhiều các anh chị 2K2 hiện tại đang học các khóa học của chúng mình. Các khóa học của chúng mình hiện tại vẫn đang dạy các bạn 2K3 đến bài benzen. Cháu nào muốn học với các bạn 2K3 đến bài benzen vào thì inbox với chúng mình. Còn những bạn nào mà muốn đăng ký ngay khóa học lớp 12 thì cũng inbox chúng mình. Chúng mình có rất nhiều khóa học lớp 12. Ở trong này chúng mình sẽ có này khóa nền tảng hóa 12, nền tảng hóa 12 là chúng ta học về full lý thuyết nhá, học full lý thuyết căn bản. Học full lý thuyết căn bản cộng với chia dạng bài tập cơ bản, cộng chia một số dạng bài tập cơ bản. Được chưa ạ? Chúng mình có cái khóa tiếp theo là khóa chia dạng chi tiết, chia dạng bài tập chi tiết. Chia dạng bài tập chi tiết là tất cả các dạng nhé. Tất cả các dạng từ dạng nhận biết, thông hiểu cho đến các câu vận dụng cao của khóa 12. Được chưa? Đấy là chia dạng chi tiết này. Chúng mình có khóa số 3 là khóa luyện đề. Luyện đề thì như các cháu biết chúng mình toàn dự đoán trúng đề thôi. Luyện đề trung học phổ thông quốc gia 2021. Được chưa? Ngoài ra chúng mình còn có 4 cuốn sách. 4 cuốn sách hóa. Đây 12 cũng vậy. 4 cuốn sách hóa 12. Hữu cơ 12 này. vô cơ 12 này, luyện đề 12 này, và 2000 câu trắc nghiệm hay sai này. Nhá, cháu nào muốn đăng ký hay muốn tìm hiểu về các khoa học thì inbox cho chú. Ok, được chưa? Và chú Minh có web để mà có các cái khóa học online. Và khi mà các cháu đăng ký hết toàn bộ bọn này ạ, đăng ký hết toàn bộ bọn này thì các cháu được một cái là S vào nhóm live VIP học free. Học free nhá. 1 tuần 2 buổi. Được chưa? Đấy, add nhóm live VIP học free, chú Minh bao thầu hết. Ok, và bây giờ chú Minh đi vào trong cái nhóm live VIP của chú Minh để chú Minh dạy live VIP đây, chú Minh tư vấn cho live VIP đây, bởi vì là live VIP của chú Minh. Các cháu nào mà 2K2 thì bây giờ vào trong nhóm live VIP nhá. Vào trong nhóm live VIP hoặc là theo dõi trên YouTube. Những cháu nào mà muốn nghe chú Minh tư vấn tiếp hay những cháu nào mà muốn chú Minh nghe chú Minh tư vấn tiếp thì chui vào trong YouTube đây, YouTube của chú Minh này. YouTube của chú Minh. Đây, YouTube gõ Minh nhá, vào YouTube của chú Minh đây. 6,94 nghìn người đăng ký. Bây giờ chú Minh sẽ livestream trên YouTube. Ok. Bye bye, chào tạm biệt các cháu, hẹn gặp lại.